chào đón sự xuất hiện của hai võ sĩ Muay Thai. Các võ sĩ Muay Thai của chúng ta cùng sẽ có 3 hiệp thi đấu và mỗi hiệp sẽ là 3 phút. Nguyễn Văn Long ra sân trong trang phục màu đỏ ở góc đài màu đỏ và Trương Cao Minh Phát sẽ thi đấu ở góc đài màu xanh. Các võ sĩ đang thực hiện những nghi thức truyền thống của bộ môn Muay Thai thưa quý vị. Nguyễn Văn Long, võ sĩ ở cấp đài đỏ đến từ thủ đô Hà Nội và võ sĩ Trương Cao Minh Phát ở cấp đài xanh đến từ Bình Dương. Đây là hai võ sĩ đều sinh năm 1995. Đặt cấp là ngang nhau một mà thôi, và chúng ta cùng chờ đợi xem đó có phải là võ sĩ ở cấp đài xanh hay là võ sĩ ở cấp đài đỏ. Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Những động tác phải nói là cực kỳ uyển chuyển. Ở Việt Nam thì có một võ sĩ Muay Thái tại cũng phải nói là cực kỳ nổi tiếng đó thưa quý vị, đó là Nguyễn Trần Duy Nhất. Còn ở Thái Lan đó là Sơn Trời. Niềm khích lệ dành cho võ sĩ Trương Cao Minh Phát đó là võ sĩ Trương Quốc Hùng mới tham dự SEA Games tại Kuala Lumpur, Malaysia đang cố vũ cho võ sĩ Trương Cao Minh Phát. Xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng đưa ra nhận định xem võ sĩ nào sẽ giành chiến thắng này, Minh Phát hay là Võ Lâm? Các cổ động viên của Võ Lâm ở đâu? Còn các cổ động viên của võ sĩ Minh Phát đang ở đâu? Thế thượng phong về cổ động viên đang thuộc về Minh Phát. Rất hấp dẫn, rất căng thẳng. Hiệp thi đấu đầu tiên bắt đầu. Thank you.
giây cuối cùng của hiệp đấu này. Hết hiệp 1. 3 phút của hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc.
lợi thế thúc về, lợi thế xả tay, lợi thế kim cao thúc về hướng điểm. Chúng ta đang đến với những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ ba. Liên tục là pha đánh đòn của Hữu Thiên. Và đây là pha phản đòn của Phước Tâm. Chúng ta đã can thiệp rồi. Hết hiệp ba. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ ba đã kết thúc. Mà không có một nấm ăn nào. Và chúng ta phải chờ tới quyết định thắng thua bằng quyết định của trọng tài. Đây là võ sĩ Phúc Tâm đến từ tỉnh Tiền Giang, thưa quý vị và các bạn. Còn đây là võ sĩ Trần Hữu Thiên. Hai võ sĩ cũng đã rất là thắng mạnh. Xin chúc mừng hai võ sĩ đã hoàn thành xong trận đấu của mình. Đó là hai võ sĩ đã có thể cho toàn thể quý vị và các bạn xem. Chúng ta ra đòn tuyệt vời. Chúng ta không còn bị từ gì có thể diễn tả được ngoài hai chữ tuyệt vời, thưa quý vị. Tôi đang chờ kết quả của trọng tài. Rất hồi hộp. Quý vị và các bạn hãy cùng nhận định xem võ sĩ Sơn Kim Thắng hay là Đỏ đây? Ai đồng ý cho võ sĩ Sơn? Còn ai đồng ý cho võ sĩ Đỏ nào? Cũng ngang ngửa nhau, không có bên nào hơn bên nào cả. Chúng ta sẽ lên.